có thể bạn chưa biết, nếu các bạn đang đi khám phá thế giới mà vô tình bắt gặp được một cái cây như này ở vùng Badland thì các bạn hãy chạy nhanh lại gần cái cây đó cho mình ngay tại đây hãy đào bờ lắc này ra, các bạn sẽ thấy bên dưới có một cái dương. Khi mở dương ra đầu bên trong khá là ngon, lúc đổ xong hãy phá chiếc dương này ra. Các bạn sẽ bị rơi xuống một căn phòng, dưới đây còn có một cánh cửa. Có lẽ đằng sau cánh cửa này chính là nơi chôn cất kho báu, nhưng mà hiện tại nút like và nút đăng ký của mình đã bị vô hiệu hóa. Mình thích bạn nào có thể ấn vào được nút like và nút đăng ký, ai bấm được vào nút đó thì comment số 5 cho mình biết nha. Các bạn có 3 giây để làm điều đó. 3, 2, 1 sau khi mở cửa ra bên trong đó chính là một cánh cổng đi vào cánh cổng đó mình được đưa đến một thế giới có rất nhiều vàng giờ thì chỉ việc cầm cúc lên và lấy hết số vàng có trong đây về thôi các bạn hãy áp dụng theo mình ngay để tới được thế giới này nha đăng ký kênh mình ngay để biết thêm những sự thật thú vị có trong màn cờ rắt